con sông có cánh đồng đã xa rồi, thời thơ ấu có cánh diều trong giấc mơ, những tháng ngày tuổi thơ tôi có câu hò ơi à ơi đã xa rồi, thời thơ ấu những dòng chơi ôi mộng mơ. Còn đâu ngày xưa ấy tắm mưa bên bờ đê, hè sang thả diều gió mênh mông chiều chiều, giờ em ngồi nhung nhớ tháng năm trôi dần trôi, ngày xưa hai đứa mình bé thơ ôi mộng mơ. Những tháng ngày tuổi thơ tôi có con sông có cánh đồng đã xa rồi, thời thơ ấu có cánh diều trong giấc mơ, những tháng ngày tuổi thơ tôi có câu hò ơi tôi có câu hò ơi à ơi đã xa rồi, thời thơ ấu những dòng chơi ôi mộng mơ. Ngày xưa ấy tắm mưa bên bờ đê, hè sang thả diều gió mênh mông chiều chiều, giờ em ngồi nhung nhớ tháng năm trôi dần trôi, ngày xưa hai đứa mình bé thơ ôi mộng mơ. Những tháng ngày tuổi thơ tôi có con sông có cánh đồng đã xa rồi, thời thơ ấu có cánh diều trong giấc mơ, những tháng ngày tuổi thơ tôi có câu hò. Dạ mời cô, mời chị. Cảm ơn. Con mời cô. Con ăn đi. Cô muốn bàn với con một việc. Dạ, cô cứ nói đi. Thằng Minh nó vẫn bướng bỉnh lắm. Sáng cô đã nói hết lời với nó, mà nó cứ khăng khăng không chịu. Cô bực mình nó ghê lắm. Không sao đâu cô. Nếu vậy cô cứ để con về Vũng Tàu ở một thời gian. Nói chung là thai hơi lớn, nhưng mà bác sĩ vẫn can thiệp được nếu mình muốn mà cô. Bậy nào. Dù sao cũng là máu mủ dòng họ Nguyễn Quốc, cô đâu có làm chuyện thất đức đó được con. Mình đang làm ăn mà để bỏ dông là không có cất đầu lên nổi đâu con. Cô biết là thằng Minh vẫn còn nặng tình với con Diễm Hằng. Nó muốn cưới con Diễm Hằng, mà con này cũng ghê lắm nha con. Nó đã hứa với cô là không liên lạc với thằng Minh nữa, vậy mà nó vẫn lén lút quan hệ với Quốc Minh, lại còn dụ dỗ Quốc Minh bỏ tiền cho nó kinh doanh. Cô ơi, chỉ nghe cô bé Phương nói thôi. Thì cứ đi, có gì nhắn lại cho em cũng được. Không được. Chuyện này chị phải gặp trực tiếp Diễm Hằng. Dạ mời hai cô dùng. Vậy chị chờ thêm chút nữa đi. Chị ăn bánh không? Em làm cho. Em có nghe Diễm Hằng nói tính mua máy rửa rau khử trùng gì đó không? Dạ có. Bà còn đang đi xoay tiền nữa. Xoay ở đâu ra? Mấy bữa nay buôn bán được không? Nói chung là cũng lai rai thôi chị.
Mình không có vốn để đầu tư quảng cáo, giới thiệu khách làm sao mà tới đông được. Mà tính chị Hằng cũng cứng rắn quá, không chịu nhận tiền giúp đỡ của người khác. Người khác? Là người nào? Thì có mấy người đó. Ủa, chị Diễm Hằng, chị Hương tìm chị nè. Ủa, trời ơi, mới tới hả? Tôi đi kiếm bà lại ra đây ngồi. Thiệt là vô duyên. Kiếm tôi làm chi? Mượn tiền mua máy phòng. Không dám đâu. Bà làm như bà nhiều tiền lắm vậy. Tôi đi kiếm bà là định nhờ bà chuyện này trong tầm tay của nàng luôn. Tụi này không có tiền làm bia, cho nên á, bà có quen ai bên báo chí thì mời tới đây, tôi đãi bánh xèo đặc sản, viết vài bài giới thiệu giùm được không? Trời ơi, bà hả? Đúng là trời cho bà cái trí thông minh hơn người á. Có điều lạ hả? Là sao? Là hả? Tài tình chi lắm vô, cho trời đất ghen. Thôi, có đồ đen tối gì mà cho tôi bay lên mây dữ vậy? Đụng dây điện giật chết luôn á. Tự nhiên ra đây có chuyện gì không? Thôi đi bà, với tôi thì bà khỏi vòng vo, ngửa bà ra luôn đi. Kiều Nga với tôi không có gì phải ngại hết á. Ừ, thì ngửa, tôi đâu có sợ gì. Kiếp trước chắc tôi mắc nợ mấy người sao á, từ chối không có được. Nè, tiền để đi mua máy rửa rau khử trùng gì đó, cầm đi. Có người dân mà không nhận, để chạy đi khắp nơi chi cho khổ vậy trời. Anh Dương phải không? Còn ai trồng khoai đất này nữa? Cầm đi. Chị ơi, anh Dương anh nói là coi chị như em gái, như bạn thân thôi mà. Anh đâu có đưa tiền để ép chị lấy ảnh đâu. Mà chị sợ. Trời ơi, em mà là chị á hả? Kiều Nga, gọi điện thoại kêu anh Dương tới đây liền đi. Coi như tiền này anh Dương cho Kiều Nga vay để hùn vốn với chị được không? Làm giấy tờ đàng hoàng đi. Trời ơi. Sao? Có chuyện gì mà triệu tôi xuống đây gấp dữ vậy? Bình cũ, rượu mới, sư phụ ơi. Kẻ gây rối đang chết đuối trong biển tình rồi, sư phụ ơi. Cứ như tôi nè, không thèm yêu ai, có khỏe cái thân không? Cứ như ai kia, đẹp trai mà làm chi, giàu có mà làm chi, cho đến nỗi bây giờ phải khổ đau vậy hả trời? Cậu có giấy khám của bác sĩ xác định có thai gần 3 tháng rồi chú ơi. Bây giờ má con một hai bắt con phải cưới liền, không thì xấu mặt hoàng gia. Con tính chuồn khỏi nhà một thời gian để tạm lánh nạn cho qua cơn được không chú? Không được. Bỏ của chạy lấy người, theo chú là hạ sách lắm. Bây giờ đâu còn sách nào nữa hả chú? Có sách này hay lắm. Sách gì? Nói nghe coi. Hả? Cho hoàng thái này, thế mạng của chú rể được cả 3 đàn. Trời ơi, lúc nào cũng giỡn được sao? Không giỡn làm gì vậy? Theo kinh nghiệm của chú, phụ nữ lúc nào cũng ưa ngọt. Mục tiêu của cháu bây giờ là phải tìm kế quản binh, sau đó tìm tới bác sĩ kiểm tra lại coi có đúng là tác phẩm của mình hay không. Nếu đúng là thiệt thì mới tính tới chuyện cưới sinh. Nhưng mà con không có cưới cổ được đâu. Thì ai kêu con cưới thiệt, chỉ dụ thôi, miễn là đủ thời gian để làm rõ mọi chuyện. Nhớ lắm honey, em nhớ thương anh thật nhiều. Hãy đến bên em
xóa tan đi bao hờn ghen. Nhớ nhé bên nhau trên phố đông vui. Mày là trời, ca sĩ gì mà nhát gan dữ vậy trời, em làm chị hết hồn luôn á. Trời, tự nhiên chị khều khều ót em, sợ chết đi. Chị đói bụng hả? Đâu có, bữa nay chị đi shopping mua mấy thứ đồ cho em bé. Chị biết em thích cái này, mua tặng cho em nè. Cái gì vậy chị? Thì mở ra coi đi. Trời đã quá, đúng là em khóa cái máy này lâu lắm rồi đó. Cảm ơn chị nhé. Thấy em thích hát hò, chắc mai mốt làm ca sĩ giống anh Minh quá à. Nghe nhạc riết rồi hát theo là thành ca sĩ đó em. Thiệt hả chị? Thiệt chứ. Mà nè, chị muốn nhờ em một chuyện nhỏ được không? Được mà, chuyện gì em cũng làm cho chị được hết á. Em làm sao hỏi anh Minh quán bánh xèo của Diễm Hằng ở đâu được không? Được mà, để em hỏi anh Minh là được liền thôi ạ. Không hỏi thẳng như vậy được, phải khéo léo, có cách mới được. Cách gì hả chị? Từ từ, rồi chị chỉ cho. Vậy nha, nhiệm vụ của cô giao cho em đó chứ không phải của chị đâu. Dạ. Nhớ phải kín miệng nghe chưa. Mà muốn thành ca sĩ á là phải gần anh Minh nhiều để học hỏi. Dạ, em cảm ơn chị nghe. Ừ. Trời đất, ông đi đâu vậy? Đừng nói tới đây đòi nợ nghe. Cái bà này lúc nào cũng ăn nói có gươm có đau trong lưỡi là sao à? Tới đây ăn bánh xèo hả? Nè, đây cực ghét lòng thương hại của người khác nha. Nói mắt ghét, tôi vô bưng bê chạy bạn giờ nè. Ủa, qua phụ tôi đó hả? Phải làm lính nha, bỏ đi là mất chỗ liền, thấy chưa? Nói chơi thôi, có mấy người nhà báo bạn của Ngọc Hương đó, vô tiếp khách phụ đi. À, vậy hả? Trời ơi, hay quá ta. Bắt đầu chiến dịch PR rồi hả? Ê, bà ngoại khỏe chưa? Bà ngoại xuất viện về rồi. Tôi nói là để thu xếp đủ tiền để trả lại cho bà ngoại, vậy mà cũng không thu xếp được, hại quá à. Thôi khỏi đi. Bữa nay đưa tiền cho bà, bà không có nhận đâu. Bởi vậy bữa nay mới ra đây đặng phụ bà tiếp tục chiến đấu nè. Tiền đâu có mà ông đưa cho bà ngoại vậy? Thì ê, khách kêu tôi ở trống rồi. Ai vậy ta? Chắc là anh Minh về. Dạ mời chú. Ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi. Ê. Dạ. Lấy nước mời khách. Đi lên. Chà, cuộc đàm phán của thầy trò mình bữa nay không dễ ăn đâu nghe. Sao vậy chú? Tại nhìn mọi thứ trong nhà, má cháu không phải là một người phụ nữ bình thường. Quá chồng mà tạo nên một cơ ngơ như vậy, đâu phải ai cũng làm được. Chú cha quá đã, sư phụ quả là có mắt tinh đời. Có lẽ chú cháu mình phải thay đổi chút ít trong chiến lược, phải gặp riêng từng người để thuyết phục. Vậy má con, phải nói cách khác với ái gì, chuyện này phải hết sức tế nhị. Nguồn thịt cung cấp sắp tới công ty sẽ chủ động nuôi để đảm bảo an toàn về dịch bệnh. Coi kỹ lại thôi. Ngoài ra chuyên viên của công ty đang liên kết với phân xưởng nước mắm Phan Thiết với yêu cầu cao về độ đạm. Đi rất nhiều nơi nhưng mà chúng tôi đều không thể chấp nhận lượng đạm dưới 35 độ.
Sản phẩm của chúng tôi hiện xuất bán sang Bắc Mỹ. Ừ, cũng đó là thị trường đòi hỏi cao nhất về vệ sinh an toàn cho sức khỏe của con người. Mấy tháng trước cô Diễm Hằng của công ty có nói về nội dung này, nhưng sau đó không thấy quay lại. Đặc biệt trong các loại giò chả của công ty chúng tôi không hề sử dụng hàng the, mà người tiêu dùng Việt Nam mình có thói quen là ăn thì phải dai và giòn. Hầu hết các nhà sản xuất bắt buộc phải sử dụng hàng the. Đó là một loại hóa chất dùng nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe. Đúng rồi đó. Bây giờ xin mời quý vị hãy xem sơ qua quy trình sản xuất của nhà máy chúng tôi. Xin mời. Alo. À, má, con đi. Ủa con hả? Có chuyện gì mà điện thoại cho má giờ này? Dạ, con định hỏi má chừng nào má về nhà. Má xong việc chưa? Có gì không? Sao bữa nay con trai má lại tử tế dữ vậy ta? Dạ, tối nay con muốn mời má đi ăn cái giống tụi con được không? Alo, má sao vậy? Tụi con vừa hoàn thành bộ đĩa đôi, rất là xuất sắc. Muốn mời má đi ăn cơm cùng thôi mà. Được không má? Khoảng 6 giờ ở nhà hàng Sài Gòn. À, sẵn dịp này con cũng giới thiệu với má chú Simi. Hả? Cái gì? Con nói cái gì? À, không không, con đang nói chuyện với mấy đứa bạn của con. Má nhớ tới nhà hàng nha má. Mà chưa chắc má đã đi được đâu. Tại vì á, chiều nay má phải tiếp cái thằng này. Chưa nói hết câu thì đã cúp máy. Chắc là có ý đồ gì đây. Chứ có đời nào mà nó mời tôi đi nhà hàng đâu. Mời vô. Xong rồi hả con? Dạ. Rồi có mời khách đi ăn cơm không? Dạ con có mời, nhưng họ hẹn tới 7 giờ tối lận. Sao, con thấy khả quan không? Dạ chắc là ổn cô. Thấy ông giám đốc có vẻ thích thú lắm. Nếu hợp đồng được ký thì coi như mỗi ngày mình phải sản xuất 7 tấn sản phẩm. Lượng công nhân ở khu chế xuất lên tới 20.000 người lần đó cô. Mà cô có nghe họ hỏi gì về Diễm Hằng phải không? Dạ có. Ông trưởng phòng nói mấy tháng trước ông đã đặt vấn đề với Diễm Hằng, nhưng mà không thấy Diễm Hằng trả lời. Chứ không, hợp đồng đã được ký từ mấy tháng trước rồi cô. Cô muốn hỏi con là con đã tìm ra manh mối địa chỉ của Diễm Hằng chưa? Dạ, chắc một hai bữa nữa là có thông tin thôi mà cô. Cũng không cần dở dàng chi cô ơi. Sao lại không? Phải dứt được Diễm Hằng ra khỏi thần Minh thì mới buộc nó làm đám cưới với con được. Trễ ngày nào là cô lo ngày đó đó con à. Mà anh chị, quá wow, thơm thiệt. Ủa, anh Dương, còn một bàn trống trong góc á, anh vô ngồi đi. Dạ. Khách bữa nay á đông lên rồi đó nha. Anh, nhờ bài báo của chị Ngọc Hương đó anh, không cần tốn tiền mà bà viết ca ngợi chị Diễm Hằng đó anh, viết hay lắm, em lấy cho anh coi nha. Anh coi rồi. Ủa, chưa mua máy khử trùng hả? Chị Hằng nói chờ vài bữa đã, thấy khách đông rồi lại nghĩ không cần, mà rửa bằng nước muối an toàn hơn. Hả? Khách đang réo trong đống kìa. Tám gì vừa thôi. Thôi anh vô trỏng đi, cha Vinh này dữ như bà Chằng vậy á. Em bưng bánh cho người ta đã. À, thôi anh vô nha. Dạ. Ê, thay để tóc này được không mày? Bóng quá trời bóng đi. Kiểu này nhớt nhớt à. Sợ bà già Quốc Minh hơi khó chịu đó. Cha, chú Simi làm cái gì mà sao lâu vậy ta? Thì lâu lâu cho sư phụ sửa soạn, lấy điểm với bà già của mày một chút. Mà sợ mình tới trễ, bà già bỏ về là mệt lắm á. Ê tụi bay, có khi nào sau cái phi vụ này á, chú Jimmy dọn đồ qua ở chung với Quốc Minh luôn không ta? Nghĩ là sao? Hay hay hay. Good idea. Nghĩa là xứng đào xứng kép.
Cũng hay chứ sao. Tầm xàm. Wow. Yeah. Oh, đẹp yeah. Nha. Chú ý. Có một sự thay đổi trong chiến thuật như sau. Cuộc gặp mặt này chỉ cần chú với Quốc Minh thôi. Là sao? Kỳ vậy? Sao kỳ vậy? Sợ đi đông quá Mã Quốc Minh hiểu lầm mình, khủng bố tinh thần bả. Trời ơi. Không? Dạ. Hiểu rồi, hiểu hiểu. Dạ. Thôi nào, Quốc Minh lên đường. Đi cơ mày. Đi đi. Chỉ có chị với em ăn thôi. Bữa nay cô đi ăn cơm khách. Sao, anh Minh không có nhà hả? Dạ, hồi chiều anh có về. Đi với mấy người ca sĩ nữa. Ngó đã lắm kìa chị. Anh Minh về hồi nào? Đi với ai? Đàn ông hay đàn bà? Dạ, anh về lúc đó chừng 4 giờ à. Đi với 3-4 người nữa. Toàn là đàn ông không à. Rồi sao? Bạn tính gì nhiều lắm. Gọi điện thoại cho cô nữa. Gọi cho cô nói gì? Em đâu biết. Nói gì mà ăn cơm á. À, mà có một cái ông dài dạ, ngó bộ ghê lắm á chị. Sao không thấy cô nói gì vậy ta? Alo. Ai gì hả con? Cô đang đi ăn cơm với khách. Con tưởng là người ta hồi rồi. Ừ, cô đi ăn với Quốc Minh. Tụi con ở nhà ăn cơm đi nghe. Dạ. Ờ, tôi đang nói là tôi thương Quốc Minh như là con trai của mình vậy đó. Nó giống hệt với tôi thời trai trẻ đó cô. Dạ, cảm ơn anh. Cha Quốc Minh mồ côi cha từ khi mới lên 10 tuổi, thành thử cha cũng thiếu thốn tình cảm. Tôi vừa phải làm mẹ, vừa phải làm cha, vất vả mấy chục năm trời. Vậy mà nó đâu có hiểu và thương tôi đâu anh. Má, giờ lại còn làm khổ tôi nữa. Sống không có trách nhiệm gì cả. Cô cũng đừng quá bi quan như vậy. Mình phải có góc nhìn lạc quan hơn cô à. Giới trẻ bây giờ, tụi nó có quan niệm về trách nhiệm khác mình hồi xưa. Chuyện yêu nhau, theo tôi thấy thì... Thời nào cũng vậy thôi anh. Anh sống ở nước ngoài lâu năm, có thể có cách nhìn về đạo đức và con người khác tụi tôi. Người Việt Nam mình lúc nào cũng coi trọng tình nghĩa và trách nhiệm. Tôi không bao giờ cho phép con trai tôi đi ngược lại truyền thống dân tộc. Má, má ơi, ăn cơm vui vẻ, làm quen với nhau. Mà chưa gì, má đã đùng đùng lên rồi. Tôi xin lỗi má anh. Má ăn đi. Tôi đã quá bức xúc với thằng con trai của tôi. Thế cháu có tâm sự với anh về chuyện cưới xin chưa? Tôi đang khổ tâm lắm. Ờ, dạ chưa. À, có. Ờ, chuyện của ấy gì phải không ạ? Thì đó, nó ăn ở với người ta, giờ có bầu. Người ta là con gái nhà đàng hoàng, lại là chỗ thân thiết với gia đình tôi mới khổ chứ. Bây giờ kêu cưới lại nhất định không. Anh à, anh là chỗ mà Quốc Minh tin cậy, lại có lòng thương cháu như con. Anh khuyên cháu một tiếng giùm tôi. Tôi sẽ mang ơn anh suốt đời. Theo tôi thì nếu mà tụi nó chưa có sẵn sàng cho một cuộc hôn nhân thì mình không nên ép nó chị à. Người ta nói một trong tám cái khổ là cái khổ phải sống với người mà mình không thương đó chị. Rồi anh biểu phải làm sao đây? Có con với người ta rồi mà lại nói là chưa sẵn sàng là sao? Má, rồi ai sẽ là người giải quyết cái hậu quả này bây giờ? Thôi mà má, khoa học bây giờ hiện đại lắm mà chị. Nhà bác sĩ can thiệp trong chớp mắt là ổn thôi mà. Trời đất, đàn ông mấy người quen thói trăng hoa vậy à? Má, coi cái chuyện tày đình như là một cái chớp mắt vậy à?
Lọ lem. Lọ lem. Chị biết không, em có hỏi anh Minh về chuyện học làm ca sĩ rồi. Trời, ảnh kêu là không có đơn giản như chị nói đâu. Ảnh kêu em á là phải đi đăng ký học một khóa về sách nhạc hay nhạc gì á chị. Ừ, nhạc lý á. Mà học á thì phải đóng tiền mắc lắm. Em đâu có tiền đâu mà học. Chị Duy. Hả? Gì vậy? Em nói với chị là hả, anh Minh nói em phải đi học một khóa về nhạc lý mới làm ca sĩ được đó chị. Trời đất, bộ mày khùng hả? À, bộ làm ca sĩ dễ lắm hả? Ủa? Thôi xuống đi cưng, leo lên quá điện giật chết á. Đồ khùng. Chưa bao giờ chú thất bại nặng nề như vậy. Mà má con đúng là thuộc thứ dữ. Chú chưa kịp dở bài thì bà đã nổ như súng liên thanh rồi. Chú đâu kịp trở tay đâu. Ghê quá. Thì con đã nói trước với chú rồi. Chú cứ nói không sao, không sao. Thôi kiểu này chắc con đành thực hiện trước thứ 36 quá. Trước 36 là trước gì? Thì là trước chuồng chứ gì nữa chú. Chắc con cuốn gói chuồng đi kiếm nhà ở ẩn quá. Chưa gì đã nản chí làm sao. Còn phương án 2 mà. Chú rút kinh nghiệm rồi. Gặp ái di á là phải gặp đủ bộ sậu, dày ráp nhiều phía mới mong thành công. Nhưng nhỏ đó cũng không vừa đâu chú. Yêu tình lắm đó. Yên tâm. Anh kiếm những hàng phải không? Ủa, anh đi đâu vậy? À, anh muốn chở em đi chơi một chút. Bây giờ hả? Ừ, ngay bây giờ. Mà sao anh qua trễ quá vậy? Gần 12 giờ rồi. Đi đi mà. Em còn phải đi về với Kiều Nga. Đi. Nè, anh dựng chiếc xe xuống đi. Để làm gì? Cho anh mượn xe này một chút. Rồi sao nữa? Em đi ra ngoài đầu ngõ. Có một chiếc taxi đang chờ em ở đó. Em nói địa chỉ, người ta sẽ đưa em tới nhà. Sau đó khóa cửa lại. Nằm ngủ một giấc tới sáng. Cái gì? Anh định làm gì vậy? À, anh không định bắt cóc em đâu. Đừng sợ. Chị đi đi. Kêu ra về trước đi. Không được đâu, tụi em phải về ngủ sớm. Sáng mai còn phải dậy đi chợ nữa. Thôi, chị đi với anh Minh đi. Sáng mai em đi chợ cho. Bye bye. Ê, ê, nghe. Nghe, nghe. Có một việc quan trọng anh cần nói với em. Đi em. Dạ cô. Ái Di à, con có biết Quốc Minh đi đâu không? Dạ, chắc anh Minh là tới chỗ của Diễm Hằng.
Trời, mà giờ này nó tới đó làm gì? À, mà con đã tìm được địa chỉ của quán bánh xèo đó chưa? Dạ, con biết địa chỉ của quán bánh xèo đó rồi cô. Đêm nay anh muốn dành cho em một sự bất ngờ. Hả? Diễm Hằng, mình cưới nhau được không em? Em còn yêu anh nhiều lắm có đúng không? Tuyệt đối không thể làm con dâu của cô được đâu. Anh muốn mình sẽ mướn một căn nhà, và anh và em sẽ dọn vào đó ở chung với nhau, được không? Chuyện nó còn xa giờ lắm. Anh nói cái gì đâu không? Thôi anh đi về đi. À, khoan đã. Nhưng mà anh có một chuyện này muốn nói với em. Để bơ khác đi, về đi. Giả sử như anh có một lỗi lầm nào đó trước đây, thì em có sẵn sàng tha thứ cho anh không? Em nghĩ chắc anh không có sai lầm gì với em đâu ha. Mà có chuyện gì hả anh? Có gì đâu, thì anh chỉ giả sử vậy thôi mà. Em có thực sự muốn làm vợ anh không? Về đi, kỳ quá à. Chuyện còn đâu đâu mà anh cứ nói hoài à. Thôi em đi về ạ. Đã xa rồi thời thơ ấu, có cánh Diễm Hằng, em phải luôn nhớ là lúc nào anh cũng chỉ yêu thương một mình em, chỉ một mình em thôi. Có câu hò ơi à ơi, đã xa rồi. Anh có một điều bất ngờ muốn dành cho em. Mình đi em. Trước cửa nhà em dành một cây cho cô giáo hiền. Phương à, ngàn bông lên đưa chen sắc hương như ngạt ngào thơm là cây bông hồng. Phương à, Phương. Dạ. Con làm cái gì mà nãy giờ cô kêu con nghe hả? Dạ, dạ con xin lỗi cô. Cô kêu con cái gì không cô? Sáng giờ anh Quốc Minh có gọi điện về không? Dạ, không có thấy kêu gọi gì hết trơn cô. Trời ơi, nó đi đâu mà đi suốt cả đêm hôm qua tới giờ không về không biết nữa. Trời đất, bà làm như mình giấu được anh Minh vô túi vậy đó. Ngộ ghê trời. Bực bội. Vô duyên, tự nhiên. Trời ơi, tới nước này mà con cũng bình thản vô công ty làm việc được sao? Thằng Minh nó đi cả đêm qua không về kìa. Cô gọi mà máy ngoài dùng phủ sóng. Tức quá đi. Con với cái. Bây giờ đâu biết phải làm sao được hả cô? Thôi thì con cứ lấy công việc làm niềm vui thôi cô à. Cô phải giải quyết tới nơi tới chốn vụ này mới được. Thôi cô, bữa nay con phải vô coi dự án trại chăn nuôi heo sạch, coi bên đối tác họ làm tới đâu rồi. Con phải chuẩn bị quảng bá cho siêu thị ở Hà Nội nữa. Con nghĩ cô cháu mình cứ chìm đắm vô cái chuyện này là sẽ ảnh hưởng tới việc kinh doanh của công ty lắm cô à. Thôi được rồi, con cứ vô công ty làm việc đi. Để cô ở nhà giải quyết với thằng Minh, càng sớm càng tốt. Cô biết là con đang phải chịu nhiều thiệt thòi, nhiều áp lực lắm, mà không hé răng than phiền ép buộc gì thằng Minh cả. Cô cảm ơn con nhiều lắm. Cô à, cô đừng ái ngại chuyện đó nữa. Con đã xác định rồi mà cô. Anh Minh, ảnh không có yêu thương gì con. Ảnh chỉ lợi dụng con khi ảnh đau khổ, cần người chia sẻ thôi cô à. Cứ coi như con hy sinh đời con gái cho người mà con yêu thương được vui vẻ là được rồi.
Không thể ép anh Minh vào chuyện này được đâu cô. Trời ơi, con nói vậy sao được? Cái bụng con thì càng ngày càng lớn, làm sao che mắt được thiên hạ? Rồi cô ăn nói làm sao với ba má con đây? Đằng nào thì cô cũng phải làm đám cưới cho con với Quốc Minh. Thôi, con vô công ty trước bằng taxi nha cô. Ừ, con đi đi. Con cứ yên tâm, cô sẽ không bao giờ để cho cháu nội cô phải chịu thiệt thòi đâu. Dạ. Yeah. Anh cho xe lên kia đậu đi. Chào em. Chào anh. Ủa, Diễm Hằng đi chợ chưa về hả em? Còn Bảo Vinh đâu? Mừng quá, đang nghĩ tới anh. Anh có mặt liền à. Anh vô nghe, em có chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì? Chuyện vui hay là chuyện buồn? Ủa, mà Diễm Hằng đâu? Anh làm gì mà giờ này vẫn cứ câu nửa miệng là Diễm Hằng đâu? Diễm Hằng đâu là sao vậy? Thứ nhất á, là hồi hôm chàng tới đón nàng đi overnight rồi. Chàng nào, nàng nào mà đi overnight là gì? Anh không hiểu overnight là gì thiệt hả? Sao anh hay lúa quá vậy? Thì anh nguyên gốc là hai lúa mà. Overnight là suốt đêm qua đó, đi với nhau suốt đêm không có về. Em nói là Diễm Hằng đi với đi. Còn ai trồng khoai đất này nữa? Tối hôm qua lúc nửa đêm, anh Minh tới đây đuổi em về nhà rồi đón Diễm Hằng đi, tới giờ vẫn chưa về. Sáng giờ ông Vinh cự nữ quá trời luôn kìa. Ông vừa xách xe ra chợ mua đồ đó. Đang lo là chút nữa tới giờ khách kéo đến ăn, mà ông có Diễm Hằng không biết làm sao mà đổ bánh xèo cho kịp nữa. Mà được vậy thì cũng mừng cho Diễm Hằng rồi. Mà quán lúc này đông khách lắm hả em? Dạ cũng được anh. Nói chung là tụi em cũng bắt đầu có lời rồi. Cộng của anh lớn lắm đó nha. Chị Diễm Hằng nói vậy, mà anh Bảo Vinh cũng nói vậy nữa. Anh thiệt là tốt, em ngưỡng mộ anh quá. Diễm Hằng về chưa vậy Kiều Nga? Dạ chưa, có anh Dương tới chơi nè anh. Vậy hả? Em chào anh. Anh đi đâu mà tới sớm vậy? Cái bà này không biết đi đâu nữa. Không biết đi đâu vậy? Con nhỏ này thấy tôi về không thèm đứng lên phụ là sao? Anh này, không có Diễm Hằng ở đây là ăn hiếp em liền. Trời ơi, chắc kiếp trước á tôi mắc nợ mấy cái người này hay sao á. Hết Hằng rồi tới Nga, mặt trăng mặt trời gì cũng nhiều chuyện á. Mà bà Hằng đi đâu dữ vậy không biết? Không có kêu điện thoại về hả? Chưa, toàn là ngoài vùng phủ sống, trong vùng phủ mệnh thôi mà. Ai vậy? Bà chủ nào mà thấy mặt kêu căng dữ vậy? Bà Bích Ngọc, giám đốc công ty Long Phụng Phút chứ ai. Má chồng tương lai của Diễm Hằng đó. Hai người ở yên đó, để tôi xử cho. Dạ, con chào cô có khỏe không ạ? Giờ này chưa bán bánh cô ơi. Thì ra cô cũng làm ở đây sao? Tôi không đến đây để ăn bánh, tôi đến đây để tìm Diễm Hằng. Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Cô nói gì? Cô nói ai ngu tầm ngu, ai mã tầm mã? Cô đừng có ý làm lớn, muốn xài xẻ thì xài xẻ à nghe. Đây không phải là công ty của cô à nghe. Thôi. Dạ. Dạ chào cô ạ. À. Cháu là Trần Dương, cháu mời cô ngồi ạ. À, hóa ra cậu là Trần Dương, giám đốc công ty Hoàng Dương à? Dạ. Dạ phải ạ. À. Công ty của cháu với công ty của cô cùng chế biến thực phẩm ạ. À. Thì ra cậu cũng cùng hội cùng thuyền ở đây à?
đến đây mới thấy rõ ràng minh bạch hết mọi chuyện. Đâu có oan uổng tí nào đâu. Dạ, cô nói vậy là sao ạ? Có nhiều chuyện cô tưởng vậy chứ không phải là vậy đâu cô à. Cháu cũng chưa biết ý cô muốn nói gì, nhưng mà cô cứ ngồi đi rồi nói chuyện tiếp ạ. Anh Dương, quán này không có chỗ cho mấy người sang trọng mà không biết phải trái đâu nghe. Ê, trời ơi, anh nói em nghe. Anh buông ra. Diễm Hằng nó hiền lành mới bị bắt nạt, chứ gặp em á đừng có hòng. Diễm Hằng có ở đây không cậu? Tôi muốn nói chuyện với cổ một chút. Dạ, Diễm Hằng không có mặt ở đây, cổ đi chợ chưa về cô à. Chợ búa gì? Diễm Hằng nó đi chơi Vũng Tàu với con trai của cô đó. Sao giờ này mà Quốc Minh vẫn chưa thấy đâu à? Có chuyện gì không? Nói chung từ sáng đến giờ là tụi con không có liên lạc được. Không rõ là có bị cô nàng nào bắt cóc không nữa. Đã gọi về nhà chưa? Ở nhà nói là đi suốt đêm qua tới giờ chưa có về. Hay nó chuyển nghề sang bán bánh xèo rồi đó chú. Chú, vậy là sáng nay mình nghỉ thu để đi sang đài truyền hình hả chú? Sang đài truyền hình làm gì? Để đăng tin tìm cho anh Lạc chứ chú. Trưa nay có cuộc hẹn quan trọng mà Quốc Minh không có là chết chú. Hẹn với ai vậy chú? Có phải hẹn với người đẹp thế mạng cho con phải không chú? Đúng là hẹn với người đẹp thiệt. Ai vậy chú? Cho con thấy Quốc Minh nha. Chắc là hẹn nữ hoàng bánh xèo thôi mà. Con biết là ai rồi. Hình như là kế vịt bơi phải không chú? Chính xác. Hẹn ăn cơm với Ái Di. Ừ. Nhưng mà không có Quốc Minh thì làm sao mà gặp được. À, thử gọi cho Diễm Hằng coi. Ai có số của Diễm Hằng không? Đó có. Để con. Tò te tí rồi chú. Gọi qua quán bánh xèo đi. À, ừ. Đúng rồi đó chú. Mà nè, cậu biết chuyện gì chưa? Chuyện gì cô? Tôi sẽ cưới Ái Di cho thằng Quốc Minh. Dạ. Thôi, tôi chào cậu nhé. Nhờ cậu cứ nói như vậy với Diễm Hằng dùm nhé. Cảm ơn cậu. Alo, ai? Kiếm Diễm Hằng nữa à? Trời ơi, đồ quỷ! Bà chết ở đâu mất tiêu vậy? Bà có biết là ở trên này động đất cấp 15 độ Richter không? Vàng son một thuở yêu em, vàng son bờ bên du em, yêu nhau từ thuở ban mai hàng vi, đơn sơ cho đến khi bạc đầu phai dấu. Vàng son một thuở lên ngôi, lòng nghe từ hỏi trong tôi, ơn em ta lỗi trên môi, tình lớn lao hơn cuộc đời. Vàng son một thuở yêu em, vàng son bờ bên du em, yêu nhau từ thuở ban mai hàng vi, đơn sơ cho đến khi bắt đầu phai dấu. Vàng son một thuở lên ngôi, lòng nghe từ hỏi trong tôi, ơn em ta lỗi trên môi, tình lớn lao hơn cuộc đời. Ơn em ta lỗi trên môi, tình lớn lao.